dòng của các gì có trồng được một số hoa để phục vụ Tết. Vậy kính mong tất cả các quý cô các bà, toàn thể công đoàn, ai có nhu cầu mua điều ủng hộ cho các quý vị, xin trân trọng cảm ơn. Các tiên thần, các tay.
lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Đức Chúa đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi trung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà giao cóp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: Nếu ngươi chỉ là tôi trung của ta để tái lập các chi tộc gia cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa. Và ông Sốt Thê Lê là người anh em của chúng tôi.
kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Corinto, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta. Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình nên nói: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, tin mừng của Thánh Gioan mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Thánh Gioan tẩy giả là vị ngôn sứ sau cùng của thời Cựu Ước và là vị ngôn sứ trung gian giữa Cựu Ước và Tân Ước, và Ngài cũng là ngôn sứ mà được Thiên Chúa tuyển chọn để sai đi trước Chúa dọn đường cho đấng cứu thế đến. Và Ngài cũng là đấng đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại dòng sông Giô-đan. Và ngày hôm nay tin mừng cho thấy khi Đức Giêsu tiến về phía mình thì ông Gioan liền giới thiệu rằng: đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian. Thế thì kính thưa cộng đoàn, với cái lời giới thiệu của ông Gioan hôm nay trong bài tin mừng thì không biết là cộng đoàn có nghe quen không? Thì còn nghĩ nếu như mà chúng ta thường xuyên tham dự thánh lễ thì đây là một cái lời mà rất quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Lời này được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong thánh lễ. Ngay kinh Vinh Danh vừa rồi cộng đoàn chúng ta cũng đã đọc. Và rồi một lát nữa đây thì cộng đoàn cũng thấy là trước khi mà linh mục chủ tế dâng bình thánh lên thì cộng đoàn chúng ta cũng hát ba lần: đây Chiên Thiên Chúa, rồi thì xin thương xót chúng con đấy, và sau cùng thì linh mục giơ bình thánh Chúa lên và nói: đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến để dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Vậy thì cái này thì quả thật là khó chứ không phải là dễ, rất là khó. Bởi vì cộng đoàn chúng ta đều biết rằng là nếu như bình thường ở Việt Nam thì có ai nhìn thấy con chiên bao giờ đâu, thì không có. Mà khi nói đến con bò, con trâu thì có, còn nói đến con chiên thì không có, ít ra thì cũng có con dê thì cũng còn có. Vậy thì để hiểu cái câu giới thiệu của ông Gioan này thì chúng ta phải quay trở về với thời Cựu Ước. Chúng ta phải quay trở về với thời Cựu Ước, lịch sử của dân tộc Do Thái. Thì cộng đoàn đều biết rằng là dân tộc Do Thái khi mà chịu cái ách thống trị và chịu cái cảnh nô lệ tại Ai Cập, bị vua Pharaoh bắt
Và Thiên Chúa thấy dân của Ngài chịu lầm than cơ cực như vậy, thì Ngài không có đành tâm mà bỏ mặc dân của mình. Vì thế cộng đoàn biết rằng là Ngài đã sai một người đến để đứng lên để lãnh đạo dân Do Thái. Ngài cộng đoàn biết là ai không? Đó chính là ông Mô-xê. Ông Mô-xê đã được Thiên Chúa sai đến để đứng lên để mà cùng với dân Do Thái để giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh áp bức đó. Nhưng mà cộng đoàn biết rằng là vua Pharaô của Ai Cập cũng không phải là một ông vua vừa đâu. Ông cũng kinh khủng lắm. Cho nên là cho dù có như thế nào thì nhất định ông không chịu để cho người Do Thái được giải thoát. Chính vì thế mà Thiên Chúa lại phán với ông Mô-xê rằng vào cái đêm, trước cái đêm mà Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái, rằng là khi mà vào cái đêm hôm ấy, Thiên Chúa sẽ sai thần khí của Ngài lên để mà đi rảo quanh Ai Cập. Cứ nhà nào mà bôi cái máu trên cửa thì sẽ được bỏ qua. Còn nhà nào mà không có cái dấu hiệu bôi máu trên cửa đó thì tất cả mọi con trai đồng lòng một tuổi trở xuống, kể cả loài vật cũng vậy, đều phải bị giết chết. Khi mà nghe như vậy thì vua Pharaô mới tá hỏa tinh tương lên, bắt đầu mới cho dân Do Thái chạy trốn, bắt đầu mới tha cho dân Do Thái. Thì đây chính là cái biểu tượng mà trên Thiên Chúa để giải thoát dân Do Thái thời Ai Cập. Còn chính vì cái đêm vượt qua như vậy, cho nên là những người Do Thái hàng năm ấy, là người ta vẫn mừng cái ngày người ta được Thiên Chúa giải thoát, gọi là lễ vượt qua. Và cũng chính vào cái ngày lễ vượt qua, ngày kỷ niệm đó, ngày người Do Thái giết chiên để mừng lễ vượt qua, thì chính vào cái đêm hôm ấy, Đức Giê-xu Kitô Ngài cũng bị đóng đạnh trên thánh giá và Ngài cũng bị giết chết. Thì cộng đoàn thấy nó là cả một cái quá trình lịch sử của dân Do Thái, để rồi cho chúng ta mới đọc cái bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta mới hiểu phần nào tại sao ông Gioan lại giới thiệu Đức Giê-xu là chiên Thiên Chúa, là đấng đến để xóa bỏ tội trần gian. Nó mang cái ý nghĩa như vậy. Và rồi cộng đoàn cũng đều biết rằng ngay những thế kỷ đầu tiên ấy, thì người ta còn kể chuyện tương truyền với nhau. Khi mà Chúa Giê-xu Ngài bị đóng đanh ở trên thánh giá thì quân lính đến thấy bình thường là tất cả các phạm nhân là phải bị đánh dập ống chân, nhưng mà khi đến bên Chúa Giê-xu thì họ thấy Ngài đã tắt thở. Và khi thấy Ngài tắt thở thì người ta không có đánh dập ống chân, nhưng mà cộng đoàn biết rằng là một tên lính đã lấy cái con dao đâm vào cạnh sườn của Ngài, thì tức thì máu và nước tuôn chảy ra. Và người ta kể chuyện rằng là cái tên lính mà đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-xu thì nó mắc một cái chứng bệnh, ngày hôm nay người ta gọi là cái bệnh mù, không hẳn là mù, nhưng mà nó vẫn nhìn thấy mờ mờ, nó giống như kiểu nó bị mù màu hay gì đấy, giống như kiểu bị loè, và chứ không phải là mù, nhưng mà nó vẫn còn nhìn thấy mờ mờ. Thế thì khi mà nó rút dao nó đâm vào cạnh sườn Chúa thì máu và nước tuôn chảy, thì bởi vì anh ta đứng ở ngay dưới chân thánh giá cho nên là máu và nước bắn vào mắt anh. Thì lập tức mắt anh mới mở sáng ra, anh mới bừng tỉnh dậy và anh đã tin Chúa Giê-xu chính là con Thiên Chúa, chính là con Thiên Chúa. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, với cái tức hiệu mà ông Gioan nó mới giới thiệu, đây là trên Thiên Chúa, đây là đấng đến để xóa bỏ tội trần gian, thì cộng đoàn chúng ta đã hiểu một phần nào. Và cái tức hiệu này là một cái tức hiệu mà để nói đến cái sứ vụ của Chúa Giê-xu, một người công chính lại chết cho kẻ bất lương, một người vô tội lại gánh tội vào mình và chết cho những kẻ có tội. Thế thì chúng ta là con người, Thánh Gioan Tông đồ ngày cũng nói tất cả chúng ta
đều là tội nhân. Và nếu ai nói mình là kẻ người không có tội thì đấy là kẻ nói dối, và sự thật thì không ở nơi người đấy. Và chính vì thế khi mà liên kết với đoạn tin mừng ngày hôm nay thì con thấy chúng ta là những người thật là hạnh phúc. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta là tội lỗi, đáng lẽ là chúng ta phải chết. Nhưng mà thay vì chúng ta phải chết thì con Thiên Chúa lại xuống để chết thay cho chúng ta. Và từ cái chỗ Ngài chết thay cho chúng ta đó thì chúng ta mới được ơn cứu độ. Và với cái hình ảnh của Ngài cũng như hình ảnh của con chiên trong thời cựu ước đã bị giết chết để mà toàn dân Do Thái được cứu sống, thì Đức Giêsu Kitô Ngài cũng là một của lễ đã đền tội thay cho toàn thể nhân loại. Một mình Ngài đã chết để cho toàn thể nhân loại chúng ta được ơn cứu độ. Và vì thế con mới nói với cộng đoàn chúng ta thật là con người hạnh phúc. Chúa Giêsu Ngài đã đến, Ngài đã đem sự đến để xóa bỏ tội trần gian. Thì mỗi người Kitô hữu của chúng ta liệu có dám can đảm để giới thiệu Chúa cho người khác hay không? Nhưng mà để giới thiệu Chúa cho người khác thì không phải là dễ. Con nghĩ không phải là dễ, nhưng mà cũng rất dễ thôi. Bởi vì khi mà chúng ta phải có Chúa ở trong người thì chúng ta mới giới thiệu được chứ. Còn nếu như mà chúng ta không có Chúa ngự trong tâm hồn của chúng ta không có Chúa ngự ở với chúng ta, thì làm sao mà chúng ta nói về Chúa cho người khác được? Mà Thánh Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay là Ngài còn nói một cái câu cuối cùng trong đoạn tin mừng để cộng đoàn con nói lại là: tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là Đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn. Vậy thì khi mà giới thiệu Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa đến để xóa bỏ tội trần gian thì ông Gioan ông phải xác tín lắm. Và ông ấy nói rằng là tôi đã thấy và tôi xin xác thực người chính là Đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn. Vậy thì quay ngược lại với cái đức tin của người Kitô hữu ngày hôm nay thì con thấy rằng là càng ngày cái đức tin nó lại càng đi xuống. Chúng ta không những không giới thiệu Chúa cho người Chúa chưa tin nhận Chúa, họ sẽ nhận ra Chúa ở nơi chúng ta. Và vì thế việc giới thiệu Chúa cho mọi người thì không phải là bổn phận của riêng ai, nhưng mà là trách nhiệm của tất cả những người Kitô hữu, là những người mà đã đánh nhận bí tích rửa tội, được tham dự vào ba cái chức vụ của Chúa Kitô, đó là tư tế, là vương đế và là ngôn sứ. Vậy thì khi mà chúng ta đánh nhận trách nhiệm đó rồi thì tại sao chúng ta lại không giới thiệu Chúa cho người khác? Hay là chúng ta còn sợ cái điều gì đó? Nhưng mà con nghĩ một trong cái cách mà chúng ta sợ không dám giới thiệu Chúa cho người khác đó chính là lúc mà đời sống của chúng ta chưa có gắn kết với Chúa, chưa có gắn kết với Chúa. Và bởi vì chúng ta chưa gắn kết với Chúa cho nên là cái lời chứng của chúng ta nó không xác thực. Và một khi cái lời chứng của chúng ta mà xác thực thì cái lời nói và hành động nó phải đi đôi với nhau. Chính vì vậy hôm nay tin mừng mà Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy thì giáo hội con nghĩ cũng muốn giúp cho chúng ta, để chúng ta biết sống, chọn cái con đường mà chúng ta đã được đón nhận, đó là đời sống đức tin. Và để rồi chúng ta sống chọn cái đời sống đức tin, chúng ta cũng biết làm chứng cái đời sống đức tin cho mọi người. Và một trong những việc con nghĩ là thiết thực nhất, đó là chúng ta phải hòa mình vào trong cái cuộc sống của những người xung quanh, nhất là những người tôn giáo bạn, nhất là những người mà người ta không hiểu gì về đạo của Chúa. Thì trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu đang đè nặng trên vai của chúng ta. Vì thế Chúa Nhật hôm nay với lời Chúa, xin Chúa giúp cho con cũng như cộng đoàn chúng ta phải luôn biết sống một cách xác tín như Thánh Gioan Tiền Phô. Ngài không những giới thiệu về Chúa cho người khác, nhưng mà Ngài lại còn xác thực cái lời giới thiệu của Ngài. Và Ngài không chỉ xác thực cái lời giới thiệu của Ngài không, nhưng mà Ngài còn
xác thực bằng chính cái chết để minh chứng cho đấng phải đến, đấng đến để xóa bỏ tội trần gian, đấng đến để gánh tội trần gian vào mình. Chỉ có như vậy thì lời chứng của chúng ta mới đem nhiều người trở về với Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn của chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa.
mà đang tới hạnh phúc Chúa muốn ban tặng cho chúng con, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương chúc lành, ban bình an cho mỗi người trong cộng đoàn của chúng con đang tham dự thánh lễ hôm nay. Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ của Chúa là các linh hồn ân nhân thân nhân của cộng đoàn chúng con, linh hồn Phaolô nhân ngày giỗ và tất cả các linh hồn mà chúng con có ý dâng lễ cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho các tín hữu đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, 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 amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giao nguyện rằng:
trên Thiên Chúa. Và theo truyền thống thì cái ngày đầu năm đó như mọi năm thì chúng ta sẽ dâng thủ lễ.
sáng mà chúng ta sẽ có một thánh lễ vào ban chiều để cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ ngày hôm đó, ngày tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của chúng ta. Chúng ta có một thánh lễ tại 4 giờ tại vườn thánh, 4 giờ tại vườn thánh, 4 giờ tại vườn thánh. Em con sẽ dâng một thánh lễ tại vườn thánh Đồng Quan vào lúc 5 giờ nữa, và một thánh lễ nữa tại Kinh Nhuế vào lúc 7 giờ. Đấy là ngày mùng 2. Còn ngày mùng 3 thì cha Hương ngài sẽ vẫn dâng thánh lễ bình thường cho cộng đoàn chúng ta. Giờ giấc thánh lễ của cha Hương như thế nào thì cha sẽ thông báo cho cộng đoàn chúng ta sau. Riêng chúng ta thì có hai thánh lễ. Một là thánh lễ vào mùng 1 đầu năm lúc 6 giờ sáng, và thánh lễ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ lúc 4 giờ tại vườn thánh. Xin cộng đoàn chúng ta nhắc nhở con cháu ý thức mấy ngày đầu năm để chúng ta tham dự nghi lễ, tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta và cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Và chiều mai các em giới trẻ các con lễ vào lúc 4 giờ tại đây. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tâm anh bởi trời. Xin ban thánh thần là nguồn mạch tình yêu giúp chúng con cũng biết tâm đầu.